Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Bemeng Gaming. Ở trong video cách đây một tháng thì mình đã có chia sẻ cho các bạn về các sự kiện có thể kiếm được token NCG rất là dễ dàng với dự án game NFT có tên là Night Chronicle. Và nếu như các bạn để ý thì ở thời điểm đó token của Night Chronicle là NCG mới chỉ dao động ở khoảng tầm 0.06 đô mà thôi. Và ở thời điểm hiện tại token NCG đã tăng trưởng hơn 50% và đạt mốc là 0.093 đô la. Và lý do mà gần đây token của dự án tăng trưởng mạnh như vậy là do dự án mới ra mắt phiên bản game chính thức trên các thiết bị điện thoại. Nên ở thời điểm hiện tại họ đang có rất nhiều những sự kiện ngon có thể giúp các bạn kiếm được tiền một cách rất là dễ dàng. Và trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn các cách có thể kiếm được tiền với dự án game Night Chronicle. Và mình sẽ chia làm hai loại chính, đó là cách kiếm tiền miễn phí không cần vốn, và thứ hai là cách kiếm tiền theo dạng đầu tư mua NFT và chơi game. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phân tích nội dung chính của video hôm nay thôi nào. Trước tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn các thao tác rất là đơn giản để các bạn có thể tải game xuống. Bước đầu tiên thì các bạn sẽ giúp mình truy cập vào link để tải game của dự án. Và link tải game mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video này để các bạn có thể dễ dàng thao tác và thực hiện theo. Bước 2 thì các bạn sẽ giúp mình click vào phần sign ở đây và chọn một trong 4 hình thức sau đây để đăng ký, đó là đăng ký bằng tài khoản Discord, đăng ký bằng tài khoản Google và đăng ký bằng tài khoản Apple hoặc là Twitter của các bạn. Và ở đây thì mình sẽ đăng ký bằng tài khoản Google để cho nó thuận tiện nhất nhé. Rồi mình sẽ ở đó click vào sign người Google. Rồi các bạn sẽ xác nhận một lần nữa. Sau khi đã đăng ký bằng tài khoản Google xong thì các bạn sẽ click vào phần Play Now. Sau đó các bạn sẽ tải xuống ở phần Install đây nhé. Và tất cả các thao tác này thì mình đang thực hiện ở trên máy tính, có nghĩa là các thiết bị PC của các bạn đó. Đây mình sẽ ấn vào phần Install để tải game xuống. Các bước tải xuống sẽ rất là dễ, đâm ra là mình sẽ thao tác rất chậm để cho các bạn có thể dễ dàng theo dõi và thực hiện theo nhé. Các bạn sẽ click vào Play Install. Rồi ấn vào Finish. Như vậy là mình đã tải xong game xuống cho các thiết bị máy tính rồi nhé. Bây giờ các bạn sẽ đợi nó download một lúc và tiến hành đăng ký tài khoản. Sau đó và liên kết cái tài khoản các bạn vừa tải xuống với cả cái website của dự án là xong. Và đây sẽ chính là giao diện khi mà các bạn vừa mới tải xuống xong. Bây giờ các bạn sẽ click vào phần Create New Account để tạo tài khoản mới này. Rồi các bạn sẽ nhập password cho cái tài khoản mà các bạn muốn tạo. Ở phần dưới này thì các bạn sẽ nhập lại password. Rồi sau đấy các bạn ấn vào Sign Up for the Portal. Sau khi ấn vào Sign Up for the Portal xong thì nó sẽ chuyển các bạn lại đến cái trang web của dự án. Và sau đấy các bạn sẽ ấn phần Open Night Chronicle đây là xong nhé. Bây giờ các bạn sẽ ấn đăng là các bạn có thể đăng nhập được vào game nhé. Vậy là chỉ tốn của các bạn có vài phút, mình đã hướng dẫn cho các bạn tải xong game rồi. Ok, thì đây sẽ chính là giao diện khi các bạn đăng nhập game. Và nào lúc mới đầu vào game thì đây sẽ là những một cái số thao tác mà người ta hướng dẫn bạn. Thì những cái thao tác này thì mình sẽ bỏ qua nhé, bởi vì nó rất là đơn giản và mình sẽ không làm lại nữa. Và các bạn có thể vào chỉ mất khoảng tầm 2 phút để các bạn hoàn thành xong các thao tác này để bắt đầu có thể chơi game. Thì ở đây mình sẽ lướt qua nhanh nhé. Đây chính là giao diện chính của Night Chronicle và các bạn có thể click vào phần ba gạch ở trên này để cài đặt theo cái sở thích của mình. Thì đây các bạn sẽ ấn vào phần setting. Đây chính là cái phần tăng âm lượng hoặc là giảm âm lượng trong game, thì mình đã tắt hết tiếng nhạc trong game để cho nó đỡ ồn. Và ở phần này thì các bạn có thể phóng to hoặc là thu nhỏ cái cửa sổ màn hình của các bạn. Thì ở đây mình đã cho to hết cỡ để có thể quan sát và thao tác dễ dàng hơn. Tiếp theo thì các bạn sẽ click vào phần Workshop Event giúp mình nhé. Sau đấy các bạn sẽ ấn vào phần Summon. Đây có cái kính cửa màu vàng đây, các bạn ấn vào phần Summon này. Và các bạn ấn vào phần Normal Aura ở đây. Ở đây sẽ có ba cái phần quà để cho các bạn có thể may mắn quay ra. Sẽ chỉ có 1% các bạn quay vào phần Nimble Aura màu xanh nước biển này. Và 29% các bạn sẽ quay vào cái phần Nimble Aura xanh lá cây này. Và tới tất 70% các bạn sẽ quay vào cái Nimble Aura màu trắng này. Thì tất nhiên là hai cái đầu tiên, cái Limbo Aura 1% và 29% sẽ là cái hiếm hơn và có sức mạnh cao hơn. Còn nếu như các bạn không may mắn, các bạn sẽ quay vào cái phần 70% này. Và mình đã may mắn khi quay được vào cái phần Limbo Aura 29% này ở trong game. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về các cơ chế kiếm tiền trong game. Thì ở đây mình sẽ phân ra làm hai loại. Thứ nhất là loại các bạn sẽ đầu tư. Thứ hai là loại các bạn sẽ kiếm tiền miễn phí ở trong game. Thì đối với loại đầu tiên là loại đầu tư thì mình sẽ lướt qua nhanh, bởi vì chúng ta sẽ đi vào phần 2 là phần nội dung chính, là cái phần hướng dẫn kiếm tiền đối với những người mới, đối với những người ít vốn. Đầu tư sẽ có hai loại. Thứ nhất là các bạn vào click vào mục staking này để các bạn làm gì? Các bạn mua token của dự án, và các bạn giống như kiểu các bạn gửi ngân hàng ấy, các bạn mua token của dự án. Sau đấy các bạn đem vào đây staking gửi, và cái phần này nó sẽ trả cho các bạn phần lãi hàng ngày và hàng tháng. Phần kiếm tiền với đầu tư thứ hai chính là các bạn click vào phần shop này và các bạn mua các vật phẩm ở trong game. Sau khi các bạn đầu tư, các bạn mua các vật phẩm ở trong game, các bạn trang bị cho mình những cái vũ khí mạnh nhất, những cái áo giáp tốt nhất, và các bạn sẽ đi vào những cái phó bản như là Arena này, hay là Adventure này, hay là đi đấu săn bót thế giới này, và các bạn vượt qua những cửa ải đó để nhận được những cái phần thưởng cao quý hơn ở trong game. Đấy chính là cách kiếm tiền với việc đầu tư. Và bây giờ mình sẽ đi vào phần kiếm tiền
với việc dành cho người mới kiếm tiền bằng cách miễn phí. Đầu tiên các bạn sẽ nhìn ở phía bên tay phải màn hình của các bạn ở đây. Ở đây sẽ là có rất nhiều event của dự án đang tổ chức. Bởi vì là do dự án mới ra mắt phiên bản chơi trên các thiết bị mobile nên là họ đang tổ chức rất nhiều những cái event để cho các bạn tham gia. Và khi các bạn tham gia vào event này, nó hoàn toàn miễn phí mà các bạn hoàn toàn có thể kiếm được token của dự án một cách miễn phí. Đấy là cách kiếm tiền đầu tiên. Cách kiếm tiền thứ hai là các bạn tham gia vào những cái phó bản như là Adventure này hay là Arena này và các bạn chơi. Và các bạn sẽ nhận được những cái vật phẩm ở trong game. Sau khi nhận được những vật phẩm trong game, các bạn cũng có thể vào cái phần shop này và bán lại cho những người chơi mới. Hiện tại thì mình đang ở level 23 và những cái vật phẩm mình kiếm được ở level 23 nó sẽ mạnh hơn so với những vật phẩm mà mình chỉ kiếm được ở level 1 hoặc là level 2. Sau khi các bạn cày cuốc và kiếm được những vật phẩm đó, các bạn có thể bán chúng cho những newbie mới tham gia vào dự án game này để họ có thể mua được vật phẩm ở những cái level cao hơn và họ sẽ vượt qua những cái phó bản này một cách dễ dàng hơn. Và đó chính là cách kiếm tiền miễn phí thứ hai. Thì mình sẽ cho các bạn xem những cái vật phẩm mà mình kiếm được vừa rồi. Thì đây chính là cái phần ba lô này, các bạn click vào đây. Đây là toàn bộ những cái vật phẩm mà mình đã kiếm được trong cái quá trình vừa nãy mình chơi và trải nghiệm game. Và các bạn hoàn toàn có thể bán chúng để đổi ra token NCG của dự án và sau đó rút ra ngoài tiền mặt nhé. Đây các bạn sẽ click vào shop đây. Sau đó ở đây có cái phần sale này, các bạn sẽ click vào sale. Đó, ví dụ như mình muốn bán cái thanh kiếm này đi bởi vì mình đang bị dư thừa rất là nhiều thanh kiếm. Thì mình sẽ click vào đây và click vào sell. Sau đó bạn hãy nhập những cái giá bán mà bạn cho là hợp lý. Ví dụ như cái thanh kiếm này, nó chỉ số sức mạnh của nó chỉ có là ở level 1 thôi. Nên là mình sẽ bán nó với giá là 1 token NCG thôi để cho các bạn ở dưới có thể mua. Hoặc là các bạn có thể vào cái phần cửa hàng lò rèn này để các bạn có thể đúc hoặc là rèn những cái thanh kiếm này để cho nó có thể mạnh hơn. Sau đấy các bạn có thể bán ở trong phần shop của game. Ngoài ra các bạn có thể kiếm được rất nhiều những cái vật phẩm khác ở trong cái phần Adventure này. Đây chính là cái phần gameplay của dự án. Và đây mình sẽ demo cho các bạn thử nhé. Đây sẽ là các bản đồ mà các bạn cần phải vượt qua. Ví dụ ở đây mình đang ở cửa ải đầu tiên thì mình sẽ click vào phần này. Hiện tại thì mình đang ở phó bản 31 của cái cửa ải đầu tiên này. Và sau khi các bạn vượt qua mỗi cửa ải, nó sẽ đều tặng cho các bạn những cái vật phẩm ở trong game. Và nhiệm vụ của bạn là thu thập những cái vật phẩm đó và các bạn có thể vào lò rèn để đúc chúng và bán cho những người chơi mới. Ở thời điểm hiện tại thì mình đã đi đến cái cửa ải 31 của cái phó bản này rồi. Thì bây giờ mình sẽ demo cho các bạn xem nhé. Đây các bạn click vào phần enter này. Và các bạn lưu ý giúp mình là mỗi khi tham gia một cửa ải thì các bạn sẽ tốn đâu đấy khoảng tầm 5 năng lượng ở trên này. Đây, hiện tại mình đang có 75 năng lượng thì mình sẽ đi thử phó bản cho các bạn xem nhé. Các bạn sẽ click vào phần enter đây. Start. Các bạn có thể click vào phần này để cho nó tua nhanh hơn nhé. Và các bạn lưu ý giúp mình rằng càng về sau, những cái cửa ải sau thì độ khó của nó sẽ càng tăng lên. Và những cái con quái này các bạn sẽ đánh nó một cách khó khăn hơn. Nên mỗi khi vượt qua một cửa ải và rớt ra đồ thì mình thường nâng cấp luôn cái đồ đó. Và đấy cũng là lý do tại sao mà những cái bạn mới newbie ấy, các bạn cũng sẽ rất cần những cái vũ khí này. Mà nếu mà các bạn là một người lười cày thì các bạn có thể bán lại cho những cái người chơi mới đó. Rồi mình sẽ ấn vào phần Next Stage này để sang những cái cửa ải tiếp theo. Hiện tại thì mình đang đến ải 32 rồi. Thì các bạn có thể nhìn thấy là ở cái ải này mình đã đánh những cái con boss này một cách nó khó khăn hơn rất là nhiều so với cái ải 30-31 vừa rồi. Hiện tại thì mình đã đạt level 25 rồi. Đấy, như cái con boss vừa nãy cho 3 hit đã chết rồi. Con boss này phải tầm 7 hit rồi mới chết. Vừa rớt ra đồ đây, các bạn vừa nhặt được đồ. Ok, và mình sẽ demo nốt ván này và chuyển sang phần tiếp theo để cho các bạn dễ theo dõi. Ở thời điểm hiện tại thì mình đã đi đến phó bản thứ 33 của cái cửa ải này. Và ở cái map này sẽ có tất cả 50 cái phó bản. Sau khi hoàn thành được 50 cái phó bản thì bạn cũng sẽ nhận được những cái phần thưởng rất là giá trị của dự án. Có thể là token của dự án này, hoặc là có thể là vật phẩm bằng NFT này, hoặc là cũng có thể là những cái vũ khí có sức công phá cao hơn, có những nhiều chỉ số cao hơn. Nên các bạn cần hoàn thành chúng nhé. Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cách kiếm tiền với chế độ Arena này. Sau khi các bạn click vào chế độ Arena này, tiếp theo các bạn sẽ click vào phần Join. Chế độ Arena là chế độ mà leo rank các bạn sẽ đấu với những người chơi khác. Đây sẽ là mức rank của các bạn. Hiện tại thì mình đang có mức rank là 2747 và lực chiến của mình đang là 14.000. Hiện tại thì mình đang ở level 25 và nhiệm vụ của bạn sẽ là chọn để đấu với cả những người chơi khác ở trên này. Và một cái tip nhỏ nhỏ thôi, thì tip này mình nghĩ là không cần nói ai cũng sẽ nhận ra là mình sẽ chọn những đối thủ vừa tầm với mình này. Thứ nhất là những cái đối thủ có thể là có level thấp hơn mình và thứ hai là những đối thủ và có những cái chỉ số lực chiến thấp hơn mình. Ở đây mình sẽ thử chọn một cái đối thủ vừa tầm để
test cho các bạn xem nhé. Hiện tại thì mình đang sở hữu là 10 trận thắng liên tiếp và chưa có trận thua nào. Đơn giản là bởi vì mình chỉ chọn những cái đối thủ dễ chơi thôi đúng không? Những đối thủ là chắc chắn thì mình mới bích. Hiện tại thì bạn này ở level 19 và lực chiến của bạn chỉ có là 8.000 thôi, và mình sẽ chọn bạn làm đối thủ cho cái trận chiến này luôn nhé. Các bạn sẽ click vào đây. Rồi, click vào start, nó sẽ tốn của bạn 1 vé. Như các bạn cũng đã thấy thì hiện tại cái hào quang màu xanh này của mình tất nhiên là có giá trị hơn cái hào quang màu trắng này. Nên là trận này mình chắc chắn đã giành phần thắng trong tay đúng không? Và hiện tại mình đang ở level 25 và chỉ số máu của mình lên tận 7.200 máu. Còn bạn này chỉ có là 4.300 thôi. Đâm ra chắc chắn là bạn đó sẽ không thể nào đánh lại mình rồi đúng không? Rồi ok, win rồi đấy. Ok, và đây là những cái vật phẩm mà mình đã nhận được sau mỗi trận chiến. Như các bạn để ý là vừa nãy khi mình chưa chơi thì rank của mình đang là 2743, và sau khi chơi được một trận xong mình đã được cộng thêm lên mốc là 2721. Và với chế độ arena này thì mỗi ngày các bạn cũng sẽ có 8 lượt chơi, và sau khi chơi 8 lượt và họ cũng sẽ tổng kết xem rằng hàng tuần và hàng tháng ai là ở trong top ở cái mức rank này thì họ cũng sẽ có những phần thưởng rất là giá trị dành cho những người leo top và ở trong top. Một mẹo rất là đơn giản là các bạn cứ chọn những người nào mà có những cái chỉ số thấp hơn các bạn, từ đó các bạn vào chiến thôi. Giống như vừa nãy mình đã thử test cho các bạn, những cái bạn mà có chỉ số thấp hơn mình thì đa số mình sẽ giành chiến thắng đúng không nào? Và trên đây là các cách kiếm tiền với dự án game Night Chronicle. Ngoài các cách mình vừa nêu trên thì các bạn có biết thêm cách nào nữa không? Hãy comment ở phía dưới video cho mình và mọi người cùng tham khảo nhé. Ngoài ra, nếu video này được 50 like và 3.000 view, mình sẽ nạp tiền mua vật phẩm NFT trong game để test cho các bạn thấy rằng nếu đầu tư vào dự án game này thì chúng ta sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Nhớ nhá, 50 like và 3.000 view. Ok, và video của mình xin được phép kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.